ngay cái chùa. Nhưng mà chùa này là chùa mà mình là trước là đất của mình hiến cho giáo hội, mình xây chùa luôn. Mình biết cái đó không, không nhận. Tôi có nhớ là cái ngày mà cái thằng ngáo đá nó chạy vô đây là ban ngày hay ban buổi trưa hay buổi chiều không? 12 giờ 4 mấy phút á. À 12 giờ mấy ha. Ngày 14. Dạ. 14 tháng 4 đúng không? Cách đây mấy ngày đó. Nhưng mà cái thời điểm mà chạy vô là chùa mình là có ai ở nhà không Túc? Có hai vợ mà sư nhà đó với mấy đứa nhỏ. Mà không ai dám ra đúng không? Không ai dám ra. Ừ. Nhìn ở đây. Xe có anh em có ai vậy vậy? Ừ. Có ai để ngoài không? Có ai xe để ngoài không? Mấy anh này để ngoài chứ ai để ngoài? Dạ. Rồi cái lúc mà cái thanh niên đó chút lại mà đập phá vậy đó, rồi mình có hô quán chị có ta phụ ra không? La làm gì nó, đâu có làm gì được nó. Nhưng mà lúc nãy chú nói là khi công an đến là thanh niên này còn là ra tay với công an luôn hả? Lúc công an né kẹp bên lái rồi né cây đâm vô cái cửa. Trời ơi. Nhưng mà nó mới xịt hơi cay vô nó ra lấy bình nước này nó tắm trong khi nó đang tắm thì kia bay lại nó giúp cho hai ba phát nữa, cái té đè xuống, ba ông thằng đè xuống cái tối. Ừ. Mà là cái thanh niên đó là lạ mặt chứ không quen biết cho nó quen biết gì hết, đâu ngoài đường người sát không mà. Dạ. Tới giờ mình biết được cái danh tính của cái thanh niên đó là ở khu vực nào chưa chú? Biết rồi nhưng mà thầy sư biết chứ không biết. Dạ. Cái lúc đó vậy là ngáo là mình cũng đâu dám vô là nó lụm mình lưng quá. Chém đó. Đi tay không hay là nó có xách theo hung khí gì không chú? Có hung khí nhưng tôi có hung khí luôn. Trời ơi, gì đâu có gì mà, nhưng mà trong tình trạng là như là có men rồi hay đúng không? Là nó ngáo đá mà men gì? Ngáo đá. Như vậy là đập chùa mình là đập hết luôn hay là còn chỗ nào không chú? À, muốn quay lên đây quay dầm vô ra. Dạ đâu chú dẫn con. Vừa rồi quý vị và các bạn, cô chú anh chị em cũng vừa nghe cái anh nhân chứng, mà cái người chứng kiến toàn bộ cái quá trình mà cái nam thanh niên ngáo đá đã ra tay đập phá các tượng Phật, thậm chí là còn châm lửa đốt cái ngôi chùa Long Nguyên ở Long An, thì rất là may đã ngăn chặn kịp thời cái anh thanh niên này và dập tắt được ngọn lửa. Thì sư trụ trì cũng vừa mới đi làm việc với là công an về, cho nên bằng cũng nhận được một số những cái thông tin và ngay lập tức chia sẻ để gửi đến cho quý vị của chú anh chị em một số cái thông tin liên quan đến danh tính của nghi phạm, tuổi của nghi phạm. Thì theo những thông tin mà đã bằng nhận được thì ngày hôm nay là ngày 17 tháng 4 thì công an huyện Đức Hòa Long An cho biết đã tạm giữ với cái đối tượng này là sinh năm 1991, tên là anh L, xin giấu tên nha cả nhà, tên là BHL, sinh năm 1991, để điều tra về cái hành vi là đập phá đồ thờ cúng trong chùa và châm lửa đốt chùa trên địa bàn. Thì cái này có thể là xâm phạm đến thờ cúng, và đập phá thì phải tính theo cái thiệt hại về những cái tài sản mà cái nam thanh niên này đập phá thì có thể quy vào cái tội là hủy hoại tài sản, thì rất căng thẳng nha các nhà. Thì cái đối tượng được giám sát tại bệnh viện tâm thần của tỉnh Vĩnh Long để cho cái đối tượng này cắt cơn phê ma túy đó, thì xác định là ngáo đá rồi nó phê ma túy đó. Thì đến khi là cái đối tượng mà dần hồi tỉnh thì công an huyện Đức Hòa đã lấy lời khai của anh L để xử lý theo quy định của pháp luật. Thì cái đối tượng này khai như thế nào thì hiện tại bây giờ em chưa cập nhật được. Thì qua nay thì trên mạng xã hội đã lan truyền một cái đoạn clip dài 12 phút đó, ghi lại cảnh một người đàn ông nghi ngáo đá là xông vào chùa Long Nguyên ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa
Long An la hét đòi diệt ma quỷ. À, la hét quý vị, à, đòi diệt ma quỷ. Thì sau đó đã đập phá các tượng Phật rồi châm ngòi lửa, châm mồi lửa để mà đốt. Thì qua xác minh thì sự việc được camera ghi lại vào khoảng vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023. À, thì đối tượng đã cởi áo xông vào nơi thờ tự và liên tục chửi bới đòi diệt ma quỷ. À, và người này treo lên chính điện ngôi chùa đập phá và ném tất cả những cái tượng Phật, đập đồ đạc, đồ ấm chén, tách trà, trống đàn, nói chung là xuống nền hết. Rồi khi mà tất cả đồ đạc đã vỡ rồi thì người đàn ông này châm lửa gây ra vụ hỏa hoạn lớn ở chính điện ngôi chùa rồi bỏ đi ra ngoài. Thì cô chú anh chị em xem clip chắc chắn thì rất là bức xúc. Và cũng nói như thế nào mà những người dân hay là những người đó không khống chế lại đập dần cho cái anh thanh niên này một trận. Thì theo như là chia sẻ của nhân chứng thì những người dân ở đây là người ta không dám vào để mà khống chế đối tượng, tại vì đối tượng rất là hung hãn trong lúc ngáo đó. Thì cô chú anh chị em cũng biết là những cái đối tượng ngáo mà mình tiếp xúc gần thì nó rất là nguy hiểm đó. Thì đối tượng này, thanh niên này còn cầm theo cái khúc gậy tròn đó, là có cầm theo hung khí và chửi bới và hù dọa, cho nên là những người dân họ không dám vào. Thì nhận được tin báo thì công an xã Đức Lập Hạ đã ngay lập tức xuống hiện trường khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc liền. Đối tượng này còn chống trả là công an nữa. Lúc đó là khi mà đưa về đó thì cái đối tượng L này không thể không kiểm soát được là bản thân, la hét liên tục và tự đập đầu xuống sàn nhà đó. Thì ngay lập tức là công an xã đã báo vụ việc cho công an huyện Đức Hòa, đồng thời là đưa cái đối tượng này vào bệnh viện tâm thần để chữa trị đó. Thì công an đã khám nghiệm, công an huyện Đức Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, và hôm nay thì thống kê thiệt hại của chùa để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu như mà xác định được động cơ, mục đích của nam thanh niên này thì em nghĩ là tội này là đi cũng lâu đó. Thì nó thiệt hại thì những cái tượng Phật này cũng chưa biết, tượng Phật cũng có giá trị, trống đờn này cũng có giá trị, mà hủy hoại tài sản vài trăm ngàn đổ lên là lên vô tội hình sự rồi đó. Thì mọi người có thể lên trên Google để search vào cái tội mà hủy hoại tài sản đó. Thì xong vào nơi thờ tự thì quý vị biết là tâm linh tín ngưỡng là một cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng, mà không biết là cái đối tượng này, cái thanh niên này là có mâu thuẫn hay là như thế nào với là chùa hay không, mà lại xông vào không rất nhiều chùa, không xông vào chùa này đó, để mà gây náo loạn. Ngôi chùa này đã hơn 100 năm tuổi rồi, thưa quý chú anh chị, xông vào đập phá và luôn mồm nói rằng là vào đây đập phá tượng để diệt quỷ đó. Thì có thể là thanh niên này ảo tưởng tự cho mình là đấng cứu thế hay sao đó, thì đó mình không thể xác định được. Thì quý chú anh chị cũng có thể thấy những hình ảnh ngổn ngang tại cái hiện trường đã được chọn dẹp những cái miễn bể, là những người dân đây chia sẻ là mấy những người cho dọn dẹp là đứt tay luôn, đập mà hung thủ không đứt tay mới ghê. Rồi những cái hũ cho cốt mà nam thanh niên này còn vào để mà đập phá tan tành được, thì cô chú anh chị em thấy là ghê gớm như thế nào rồi đó. Thì hôm nay cũng ở đây Trại Đồng Bằng sẽ tiếp tục chia sẻ một số những thông tin nữa. Thì nãy chủ trì cũng có trả lời chia sẻ ngại vấn đề lên hình, tại vì sợ là những kẻ xấu lợi dụng vào câu chuyện của chùa để kêu gọi trục lợi từ thiện. Tại vì là trụ trì chùa thì này là chùa giáo hội Phật giáo đàng hoàng, không có kêu gọi gì hết, không có để số tài khoản gì hết. Nếu như mà cô chú anh thật sự muốn giúp đỡ thì đến trực tiếp tại chùa đó, cúng dường hay gì đó, gạo thóc gì đó thì đến trực tiếp. Hoàn toàn là thầy không có đăng số tài khoản hoặc là nhờ giả để kêu gọi đăng số tài khoản. Cô chú anh chị em tránh những cái trường hợp là bị những kẻ xấu lợi dụng vào là cái tín ngưỡng, đã muốn cúng dường cho chùa để gửi vào những số tài khoản lạ. Của chúng em nếu mà muốn giúp đỡ thật sự hãy đến trực tiếp tại chùa Long Nguyên ở Long An, Đức Hòa, Long An, gõ bản đồ đi được liền. Mình đến đây để khảo sát và
phát tâm hỗ trợ. Thì đó, cảm ơn cô chú anh chị, em sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những thông tin tiếp theo. Hello quý vị, cho Trai Đồng Bằng ít phút quảng cáo thì trên tay Trai Đồng Bằng đây là chai nước cốt nhà hữu đường nguyên chất trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp rất là tốt cho người già. Quý vị nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Một chai như vậy là 300 ngàn bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây đây là chai mật ong rừng U Minh 100% nguyên chất. Một chai là nửa lít thì cái số lượng hiện tại bây giờ đang có hạn, thì còn khoảng vài lít nữa thôi. Vì nào cần có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì một chai về là nửa lít, một lít là 1,5 triệu bao ship nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đây trên tay em là một bịch cà phê. Cà phê này là cà phê Đắk Lắk nguyên chất, ở nhà ông anh của em làm. Thì quý vị nào thích cà phê thì có thể liên hệ với em, 250 ngàn một ký bao ship. Rất cảm ơn quý vị.